Để nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, huyện Yên Khánh đã cân đối ngân sách chuyển 4,2 tỷ đồng sang Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của các đối tượng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn dưới 2%. Đây là kết quả nổi bật được nêu lên tại hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Yên Khánh tổ chức. Từ khi mới thành lập, trên địa bàn huyện Yên Khánh mới thực hiện hai chương trình cho vay là cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm. Đến nay toàn huyện có 11 chương trình tín dụng chính sách. Tham gia triển khai quản lý hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện có 268 trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố tại 19 xã thị trấn trên địa bàn với 344 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động hiệu quả. Các tổ trưởng tổ vay vốn đã luôn sâu sát, nắm bắt kịp thời hoàn cảnh, nhu cầu của người dân trong thôn xóm, thường xuyên lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân về những khó khăn trong quá trình sử dụng vốn vay, trong sản xuất và đời sống để tìm hướng giúp các thành viên trong tổ kịp thời tháo gỡ. Đến nay, tổng doanh số cho vay trong 20 năm là trên 1.300 tỷ đồng cho hơn 76.000 lượt hộ, bình quân mỗi năm đạt gần 65 tỷ 200 triệu đồng. Huyện đang phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tham gia quản lý trên 423 tỷ đồng. Trong đó, Hội Cựu Chiến binh quản lý hơn 71 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên tham gia quản lý gần 48 tỷ đồng, Hội Phụ nữ quản lý gần 180 tỷ đồng, Hội Nông dân quản lý gần 126 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã chắp cánh cho ước mơ đời thường của hàng nghìn hộ dân trở thành hiện thực. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân đã được nhận giấy khen của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, huyện Yên Khánh vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78 của Chính phủ.